Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn thì ngay lúc này đây, chúng tôi lại vừa mới mua về được một chiếc xe SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Anh, đó chính là chiếc xe Nissan Qashqai phiên bản LE, phiên bản đủ. Phiên bản này nó có đầy đủ đồ nghề từ khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, cho đến là ghế da cao cấp, tabi da, nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe còn nguyên và còn rất mới quý vị bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ cho nên nó có cả cửa nóc, cửa sổ panorama đấy ạ, panorama toàn cảnh. Và đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này thì mới lăn bánh được 12 vạn km thôi, đồng hồ chuẩn luôn quý vị bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 12 vạn km, sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này, option rất là nhiều, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ cả rồi. Vô lăng bọc da tích hợp các phim điều khiển, có cả cruise control. Sản xuất năm 2010 quý vị các bạn nhé. Nội thất rất là mới, bộ ghế da nguyên bản theo xe, ghế da xịn theo xe còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp, la giang đúc 18 inch. Đấy, nội thất này còn nguyên bản và trần rất là đẹp, cửa sổ panorama còn nguyên, còn đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, chúng tôi vừa mới mua về được cho nên là tôi quay qua giới thiệu cho quý vị các bạn thôi. Sau đó thì lúc nào rảnh tôi sẽ đem ra, tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, phiên bản Nissan Qashqai, biển số rất là đẹp, 02488, đăng ký năm 2010, phiên bản LE AVKD, tức là phiên bản số tự động 2 cầu quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp ạ. Màu trắng, nhìn về bên ngoài nó cái dòng nè SUV đi rất là chắc, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, phiên bản đủ cho nên là nó có cả đèn pha bi xenon, đèn gầm, rửa đèn pha, đầy đủ hết cả quý bạn ạ. Đây là một chiếc xe chúng tôi mua được của một anh công an huyện. Đấy, đây là cái giấy ra vào vẫn còn nguyên trên xe. Đấy, đèn pha bi xenon, đèn gầm, rửa đèn pha đầy đủ cả rồi. Và hơn nữa thì biển số rất là đẹp, 29A02488. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 420 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi, 0905 608 883.
Hãy